Ok, đây là cái ski. Ok, mình phải hiểu cái ski nó có 3 phần. Ok, phần thứ nhất là cái ski itself, right? Phần cái gì là cái boot. Và giữa cái boot và cái ski đó, nó có cái binding. Ok, để mà câu cái boot mình vô cái ski. Ok, thì khi mà mình đi đó, nó dính với nhau vậy đó, thì mình control cái feet. Ok, khi mà mình té, mình muốn lấy ra đó, mình pop nó ra đó, là nếu mình ngồi mình té xuống, mình chỉ cần đè cái này xuống thôi, nó văng ra, right? Rồi muốn trở vô thì đút cái đầu này vô, đè xuống, mình người có quay của mình á, mình đè xuống, đó, thì nó pop trở vô, bắt đầu đi ski trở lại. Nhiều khi mình té đó, mình chân mình không cái dế tay được á, mình dùng cái cây, mình đè từ đây nè, nó có cái điểm cây trên đây nè, mình đè xuống, rồi nó pop ra, ok? Nó design như vậy đó là nó safety cho mình. Khi mình té nặng á là tự nhiên cái khi nó mình adjust á, khi mình té nặng á là tự nhiên cái ski nó tự động nó pop ra thì mình safe đó. Thì tụi em phải tập làm sao mà vô ra cái ski này nhiều lần. Ok, vô ra. Vô ra nhiều lần như vậy đó, càng nhuyễn chừng nào đó là càng good chừng ấy. Ok, giống như mình đi segway vậy đó, lần đầu tiên đi segway anh tập tụi em làm sao lên segway rồi xuống segway, anh bắt tụi em làm 4-5 lần. Đi ski cũng vậy, mình phải tập vô ra cái ski này 4-5 lần cho nhuyễn. Ok, that's it.